Đây tôi cũng là cái người đồng hành với Hát Mường. Hôm nay là hạnh phúc của các cháu. Thì tôi cũng thay mặt cho cái câu lạc bộ Hát Mường. Tôi thấy đam mê về tiếng Hát Mường. Một người Mường cũng biết hát tiếng Mường. Hôm nay tôi cũng về đây là một câu lạc bộ đã có tên tuổi để chúc một năm mới tất cả các quý vị khán giả và anh chị anh cha các cụ các bà một năm mới thành công. Và hai là hạnh phúc hai cháu hạnh phúc trong năm. Đây là nghe giọng hát của Bùi Thị Lích về đến quê bác và hai Bùi Thị Sàn và Đức Cơ về đến các bạn và thân mến và chúc hạnh phúc của tất cả gia đình và mọi các cháu hạnh phúc. Hôm nay bắt đầu Bùi Thị Lích ạ.
ใจมัวเสไม่บ่ได้เจ้าก่อนหน้าได้บ้านเฮ้ยเธอหาก้อนไก่ยืนนางเองมัวลำมาบากาลำบางเดาไทยดาบานนาเฮ้ยI'm not.
ันเที่ยวมาตัวยาผู้ตัวได้มองมาจูบกาจอด้วยก้อนนักไก่หนาเมงเงาตำมาลำไฟหันเงาบุกมาโดยเดินอ้อมนอกคือให้ก่อนนาจูกาจอมากาโอกาเฮยาเฮอานนาคอนเจ้าเมยไปยาญามาดงบุยเครื่องบุยฮาเฮจูกาจอมากาดัดกาเมืองเฮอานนาคอนเจ้าเมยไปยาก็บ่มีหาจูกาจอกาหอจาดิ่งตลำมานำฝ่ายหันเยอผูกมาโดยเดินอ้อมนอกก็บ่มีหาตัวอาสินนานาจินเจอนามาเอิญเจอดอนาเตียป้ากาดิงหาหอมไหนดาบานหาเอ้ยเวลานี้เด้งดาตาวันหาเสินหาหอมไหนสามาคัวบุยมึงหาดอนจอดายบานเอ้ยก็จีดุงอบังมองทางกะกะบานนาโกงเดียวทงได้โหมานี้cách đăng ký kênh Người Mường TV 2trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV 2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới.Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênhNgười Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail, cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.